Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu biệt thự chính chủ xây ở tại trục đường Âu Cơ thuộc phường 14 quận Tân Bình nha. Một căn biệt thự với diện tích ngang 8 sâu 20 m, công nhận đủ 160 m đất. Và bây giờ chủ nhà đang giảm giá bán lỗ 8 tỷ nha anh chị. Với giá gốc là 32 tỷ rưỡi, bây giờ giao bán chỉ có giá bán là 24 tỷ 500 triệu đồng thôi. Căn biệt thự hướng chính Tây, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Một căn biệt thự xây ở một trệt 3 lầu, có 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh. Và căn nhà mình thì thiết kế mẫu tân cổ điển, rất đẹp, sang. Một căn biệt thự xây ở cực kỳ chắc chắn. Có một bộ cổng nhôm đúc rất là đẹp, rất là đẳng cấp này. Đường trước nhà thì rộng 12 m, con đường có vỉa hè. Cách trục đường Âu Cơ khoảng tầm 50 m thôi. Đường thông kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề nha quý vị. Nếu anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm đến những căn biệt thự tại trung tâm các quận Tân Bình, chúng ta hãy nhanh tay bốc máy gọi ngay về tới bên em để được đi xem căn biệt thự này nha. Một căn biệt thự chính chủ xây ở bán lỗ tới 8 tỷ. Phải nói là rất là rẻ luôn. Mặt tiền cực kỳ đẹp, cực kỳ đồ sộ này. Mặt tiền thì rất đẹp. Có một bộ cổng nhôm đúc trị giá 200 triệu đồng. Sử dụng đầu bóp bấm tự động. Bên trong thì có tiếp một bộ cổng cửa cuốn và một lớp cửa gò đỏ nha. Ngang 8 sâu vào 20 m, căn nhà mình chỉ có giá bán là 24 tỷ rưỡi. Chia ra thì có 150 triệu một mét cả đất cả nhà. Và nó là rất là rẻ nha quý vị. Chúng nhà thiết kế một bên làm khu vực đậu xe hơi và một bên là phòng khách. Độ thoải mái hai con ô tô trong này. Ngang 8 mét bằng hai căn nhà phố luôn. Vị trí rất đẹp, nhà to tướng luôn. Giá bình dân có 24 tỷ 500 triệu thôi. Chủ đầu tư đất tỉnh lỗ sập nguồn. Giờ phải bán lỗ tới 8 tỷ căn nhà đang ở luôn. Gồng gánh lãi ngân hàng chịu hết nổi rồi. Khu vực phòng khách này chúng ta có máy lạnh luôn. Bên ngoài có cổng nhôm đúc nha anh chị, bộ cổng nhôm rất là lớn. Chú gồng hết nổi rồi nha anh quý vị. Nên là anh chị nào quan tâm đến căn biệt thự này, chúng ta hãy bốc máy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng để được đi xem ngay nha. Trong này có thẳng lại sofa, có một cái lục bình. Nhà ngang 8 thì có trụ đỡ ở giữa nha. Cái khoảng giữa này sẽ là khu vực giếng trời. Sau này chúng ta có thể lắp đặt thang máy ở đây được. Căn nhà mình là căn nhà xây ở, dàn móng kết cấu rất là chắc chắn nên chúng ta có thể đi lại thang máy thoải mái luôn. Có một cái cầu thang ốp đá xà cừ, đúc rộng tầm 1 mét, tay vịn gỗ cam xe và có kính dày 10 ly. Gầm cầu thang sẽ là khu vực toilet nha. Phòng bếp rất là rộng. Một ngăn làm phòng bếp và một ngăn làm phòng ăn nha quý vị. Có máy lạnh ở đây luôn. Tặng hết nội thất trong nhà. Khi bán thì chủ nhà chỉ đem đi người không thôi. Giá cực kỳ rẻ. Rẻ bèo, nghèo luôn. 24 tỷ rưỡi. Rất là ok nha quý vị. Tặng luôn tủ lạnh. Bộ tủ bếp của gò đỏ nguyên khối. Của gò đỏ Nam Phi nha. Rất đẹp, rất là đẳng cấp. Giá hạt rẻ có 24 tỷ rưỡi thôi. Những anh chị đại gia nào quan tâm đến những căn biệt thự tại trung tâm phường 14 quận Tân Bình, hãy gọi ngay về tới bên em. Nhà nằm ngay trên trục đường Âu Cơ, gần với ngã ba đường Âu Cơ và đường Lý Bán Bích nha anh chị. Trung tâm phường 14. Ở đây thì rất gần với quận 5 và quận 10 cũng như là quận Tân Phú nha. Sát bên Tân Phú luôn, đi đoạn này là đến Tân Phú rồi. Anh chị di chuyển lên quận 10 cũng gần. Bên này thì đi sân bay khoảng tầm 15 phút nha anh chị, 15 20 phút gì đấy. Một căn biệt thự xây ở rất chắc chắn, rất đồ sộ. Giá giao bán chỉ có 24 tỷ 500 triệu đồng thôi, vẫn còn bớt một chút nữa. Anh chị nào quan tâm, chúng ta hãy bốc máy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông nha. Có thắc mắc gì chúng ta nhận xét xuống dưới video, Bá Hưng sẽ trả lời 24/24 cho anh chị.
Căn biệt thự nhà mình hướng chính tây nha. Nhà đang ở nên là hơi bề bộn nha anh chị. Sẽ có 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh. Nhà ở xây dựng móng và dàn kết cấu rất là chắc nên là chị về mua chúng ta thoải mái sửa lại. Có thể thay cái bộ cửa và thay nội thất đi thì biệt thự nhà mình sẽ có giá trị hơn, sẽ đẹp hơn. Đấy, chủ nhà bán lỗ và để lại hết nội thất. Cũng tùy anh chị thôi, chúng ta mua để vậy ở luôn cũng được. Nhà cũng đang rất là mới. Làm thiết kế mẫu mới và xây được tầm 4 5 năm gì đấy nha. Sổ hồng hoàn công đầy đủ hết rồi. Ta mua sang tên công chứng trong ngày cũng được. Phòng số 2 này thì đang có người ở nên chúng ta có thể di chuyển lên phòng trên lầu 2. Sẽ có 5 phòng ngủ và 6 vệ sinh, có phòng thờ, sân thượng. Hướng chính tây nha anh chị. Trên lầu này thì chúng ta sẽ được để lại giường đệm. Phòng thì cực kỳ rộng luôn. Đánh bóng bàn chơi cầu lông trong nhà cũng được. Nhà này phòng rất là rộng, rất là to nha. Toilet riêng từng phòng, có tặng lại máy lạnh, đai kim, tủ và kệ tivi, giường nệm. 24 tỷ rưỡi, cái giá bán vô cùng hợp lý rồi. Khu vực đường rất đẹp luôn. Đường rất đẹp, đường 12 m, đường thông, kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề. Vị trí đường rất là đẹp luôn, chúng ta kiếm thì không còn đất đâu. Khu này thì chúng ta kiếm không còn đất, những cái đất trống luôn nha anh chị. Này cỡ kín hết rồi. Anh chị mua nhà hoặc là mua nhà nát thôi, chứ giờ không còn đất nha anh chị. Đường Âu Cơ thì dân ở rất là lâu rồi. Phòng số 4 này. Phòng rất là rộng nha, chủ được ốp sàn gỗ. Bán thì để lại nguyên hiện trạng. Tặng hết nội thất trong nhà. Anh chị nào quan tâm hãy bốc máy gọi ngay về tới bên em Hưng. Nó có tủ và máy lạnh luôn. Toilet trong phòng. Có cái giếng trời rửa rất là rộng, chúng ta có thể lắp đặt được cái thang máy ở đây. Giếng trời rửa này rộng phải tầm 5-6 mét vuông. Cầu thang cũng khá là rộng nha. Lắp đặt thang máy thoải mái luôn. Các anh chị về thì chúng ta thay nội thất vào và lung linh luôn nha anh chị. Bỏ vào 2 tỷ tiền nội thất và thang máy thì nhà rất là đẹp. Đá nhà này sử dụng toàn bộ đá xà cừ. Lên trên đây, chúng ta sẽ đến với phòng số 5, phòng cho người giúp việc và khu vực sân thượng, phòng thờ. Chủ có làm một cái bồn tắm ở giữa cho con nít. Nhà sẽ ở kết cấu nhà rất chắc chắn, rất bền. Hai tư tỷ rưỡi thôi. Anh chị nào muốn mua hãy bốc máy gọi ngay về tem Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, thả like ủng hộ em nha. Yêu quý thì nhớ thả like ủng hộ em. Chúng ta có nhận xét gì, có thắc mắc gì thì hãy nhận xét xuống dưới video. Và Hưng sẽ trả lời 24/24 trên đây cho anh chị luôn. Trả lời chi tiết từng anh chị một. Đây là phòng số 5, phòng cho người giúp việc. Phòng này cũng có giường, có máy lạnh, có tủ đầy đủ hết luôn. Toilet thì được nằm bên ngoài. Có cửa sổ ra giếng trời này. Nhà vị trí đường rất là VIP. Đường 12 m, đường có vỉa hè. Đường còn đẹp hơn cả bên Gò Vấp này nha anh chị. Bên Gò Vấp thì mặt những căn nhà
biệt thự đường không đẹp bằng bên Tân Bình đâu. Tân Bình rất là nhiều khu phân lô, đường rất là VIP luôn, đường vào mê luôn nha anh chị. Nhà thì ở cũ rồi thì không đẹp lắm nhưng mà đường rất là đẹp. Đây là phòng thờ nha, ốp sàn gỗ có đỏ luôn. Phía ngoài này sẽ là khoảng sân thượng, sân thượng này chú có trồng một cây mai ở giữa và hai bên thì trồng rất là nhiều lan, trên thì làm khung sắt hết rồi, khá là thoáng mát luôn. Đấy, với một căn nhà biệt thự xây vô cùng đẹp như này, giá bán có 24 tỷ rưỡi thôi. Anh chị nào muốn mua thì hãy gọi ngay về tới bên em để được đi xem. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại nha.